Hai, tới nhà rồi, tới nhà rồi, tới nhà rồi. Ú, con có bông ai mua cho con vậy? Ba mua phải không? Dạ. Yeah. Tới nhà rồi, vô con cái cưng á. Nè, hôm nay đi chơi vui không? Chơi vui. Vui. Hôm nay con được ăn no không? Dạ no. Đó, ba dắt nè, con đi ăn cơm nè, đó. Rồi hả, đi ăn kem nè, đi công viên chơi nè, đã. Dạ, ba mà hôm nay đi chơi cô Cúc vui quá. Đi chơi Cúc. Cái này là bí mật giữa cha con mình. Dạ. Dạ. Cô Cúc á là bạn thân của ba. Bạn thân lâu năm lắm rồi. Cô Cúc khoái con lắm. Trời ơi, nhìn hình nói cho bữa nào gặp con gái ăn cái hả, để em dắt đi chơi ha, rồi dắt nó đi ăn, rồi mua kẹo cho nó, mua thú nhiều bông cho nó, ha. Nên cái điều này ha, hứa với ba là không có được nói cho mẹ con nghe. Dạ. Mẹ con hiểu lầm á, tội nghiệp ba, đúng không? Dạ. Mọc vẻo đi. Ừ. Bí mật của hai cha con mình. Ta da. Ý trời ơi, hai cha con về rồi đó hả? Về rồi đó hả? Về rồi đó. Trời ơi, anh đi chơi phía mà nhớ vợ quá. Vợ cũng vậy á, ở nhà mà nhớ hai cha con gì đâu luôn á. Ô, gái yêu của mẹ, hôm nay đi chơi vui không nè? Dạ vui. Ờ, vui thì sao, kể mẹ nghe coi. Nè, hôm nay con được đi ăn cơm nè, rồi ăn kem rồi còn được đi công viên nữa. Ôi đã quá vậy, nè, biết, thích quá vậy. Em biết sao không, mỗi lần thấy em ở nhà em lo hết công việc nhà luôn, em tội nghiệp lắm, em mới thương lắm. Anh là đàn ông mà anh nghĩ thời gian nào anh phải chăm sóc con giùm em, chứ để gì anh chịu không sót, nhiều khi anh khóc luôn. Thì đó, bởi vậy ba biết nghĩ giùm cho mẹ như vậy á là mẹ rất là vui. Vui ha con ha. Vui, hôm nay đi chơi cô Cúc vui thiệt là vui luôn. Nhà dột á. Ủa, à, Cúc à, nào gì? Con đi chơi ba mà. Cúc nào, ai vậy? Rồi ba nhớ rồi. Nhớ gì vậy ba? Cái bà Cúc bán cơm tắm. Đã... à, con mới dùng chữ cô. Không, cái bà. Tại vì sao bà? Bà không có phân biệt được tuổi tác. Thấy ví dụ như bới cái đầu lên rồi à. Giống như là trẻ lên, trẻ trung sôi động lên ha. Rồi kêu là bà Cúc đó, cái bà mở cơm tắm Cúc ngay cái đầu hẻm bốn xuyệt nè. Cơm tắm Cúc. Đúng rồi. Cơm tắm Cúc nghe là. Ủa trời ơi, bà bán món gì ta? Trời, bà bán những cái món ngon lắm em ơi. Bà bán cái gì mà trứng cúc. À đúng rồi, trứng cúc kho hồng vịt. Em đoán đại đó, tại bà tên Cúc chắc bà bán trứng cúc. Cái gì bà cũng kho hồng vịt hết trơn á. Như là trứng cúc kho hồng vịt, rồi thịt vịt kho hồng vịt, bà kho cả gia phả mấy con vịt luôn. Trời đất ơi. Dạ. La mấy con khách chứ. Ôi, là bình thường nó có được mà... bà nấu cơm tắm mà ngon như bún bò vậy. Cơm tấm mà nấu ra bún bò thì chắc không dám ăn đâu. Ngoài ra cô Cúc còn đi ăn kem với công viên với con nữa. Đúng rồi. Ủa là sao ta? Càng ngày ca càng nặng nha. Ủa anh ơi, anh nói bà mà con cứ một cô hai cô đó anh. Mà con mình nó học lớp 2 rồi, nó biết phân biệt cái ngôn ngữ, cái từ để mà chỉ sự vật, sự việc, con người. Ừ. Em nghĩ chắc bà Cúc này chắc cũng không có già lắm đâu hả? À, thì kêu là bà Cúc mà, sớm ai kêu là bà Cúc mà. Bà Cúc bằng tuổi mẹ. Không, thì... nếu vậy thì anh có thể không, gọi không, em bằng bà. Không thì giống như em già như bà đó. Nói gì? Không có anh không có nói gì. Nói gì? Em làm anh không có đừng nói em nhảy vô cái họng anh hoài à. Em không hề nhảy vô họng anh, nãy giờ em không hề nhảy vô họng anh. Anh tự anh rối đó, anh coi lại. Cô Cúc còn nắm tay ba nữa. Cái gì? Hồi nãy là nói cái gì mà là còn đi ăn kem với đi công viên nữa. Thì bà Cúc á nhìn nó thương quá. Đúng không? Họ nói là thôi bây giờ con đi ăn cơm xong nè, con muốn ăn kem không? Gật đầu, xong xuôi á là dẫn qua bên đường á. Trời, là bà bỏ quán luôn. Bỏ quán cơm của bà luôn. Thương con nít lắm em. Bà thương nít quá cả đời, bà chưa thấy đứa nít nào hết, gặp con mình bà thương luôn. Trời, bà thương lắm. Trời ơi, sao cuối cuộc đời bà bất hạnh dữ đúng vậy. Đúng mà, còn chuyện đi công viên nè. Có thiệt không con? Hả? Hôm nay á, ba còn nắm tay cô Cúc nữa. Con qua đây ngồi đi, qua đây. Quá rõ rồi ha. Nắm tay luôn. Anh đừng có nói với tôi là
cái hành động nắm tay này là do lúc anh trả tiền cho bà Cúc rồi bả chạm vô tay. Đúng 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 đúng, cái này đúng nè, đúng đúng. À, lúc đó là anh lúc mà ra công viên là anh trả tiền cơm cho bả, lỡ chạm tay. Ấy da, xạo nha, lỡ... nha, bây giờ anh nói thẳng ra đi, anh giải thích làm sao tôi nghe cho lọt lỗ tai nha, nha. À, không là anh chết với tôi á. Bạn thân lâu ngày gặp lại. Bạn thân? Ừ, tôi nhớ nó là người yêu cũ của anh mà. Nhưng mà người yêu xong thì mình không còn tình vẫn còn nghĩa, lúc đó mình sẽ thành một người bạn thân với nhau, hiểu không? Rồi sao? Đó. Rồi rồi cái đi hẹn hò lấy lúc nhau như vậy á. Tại không nói gì là em làm nhục anh rồi. Anh chỉ là tới nơi đó rồi uống cà phê rồi hai đứa tự tìm hiểu thôi. Cái gì? Tìm hiểu? Tìm thì à thì... tình cưới hay gì? Không phải tìm hiểu đời sống gia đình vậy mà. Nè, dắt nó về đây, kêu nó về đây nè, rồi đăng ký kết hôn luôn đi hả? Thôi rồi, nó không chịu. Anh giỡn mặt tôi hả? Đâu? Giỡn nhanh hả? Hả? Trời ơi, đất ơi, làm anh quán quá mà. Kêu ra công viên, cuối cùng không phải là ra công viên mà là đi 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 ấy đi 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 đâu đi đi cà cà đi cà phê với nhau hả? Đi cà 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 phê. Anh đi cà phê với nó, anh nắm tay nó. À, chị, thì... xong rồi anh về đây anh dạy con nói dối tôi. Trời... và anh cũng nói dối tôi. Trời... và bây giờ là anh coi như cái điều đó là một điều hoàn toàn là vô tội. Anh không có một chút hối hận nào với tôi hết. Ủa, đừng khóc nè. Được lắm. Dạ, miếng coi. Nè, tôi tuyên bố. Sao? Kể từ ngày hôm nay, tôi cấm túc anh giam lòng. Ở đâu? Ở nhà, vô thời hạn. Trời, con gái yêu của mẹ, những gì ngày hôm nay con nhìn thấy giữa ba với mẹ, con phải quên đi nha. Đúng rồi. Ngủ một giấc vậy là quên đi. À, chỉ là tranh luận thôi. Chỉ còn gì nữa, ba mẹ là kể chuyện cười với nhau đó. Đúng rồi, ba mẹ tranh luận về phim, tiểu thuyết. Nên là tranh luận đúng rồi, cái quan điểm với nhau thôi. Nhớ là phải quên đi nghe chưa. Nhưng mà đó là cô Cúc massage chứ không phải là cô Cúc bạn học cũ. À, chị cười đó.